Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quy trình trồng cây đào. Từ khi trồng cho đến khi chúng ta cho ra hoa để chơi Tết của năm sau. Tại do cái thời gian cho nên là không những một năm mới làm được một gì hoàn thiện cả. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về cái từng cái cung đoạn một. Bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào chưa biết thì chúng ta thực hiện thì sẽ đảm bảo. Và mình sẽ nói theo cái tháng âm lịch các bạn nhé. Ở đây là cây đào là mình, hôm nay là mùng 10 âm lịch, 10 tháng 1 âm lịch. Một cái yếu tố để đảm bảo được cây đào đẹp thì khi chúng ta chơi Tết thì chắc chắn rằng là về phần cơ bản bạn nào cũng biết rồi. Khi đi mua thì chúng ta phải chọn là cây đào là vừa có hoa này, đấy, vừa có lọc và cũng vừa có nụ. Thì đảm bảo được cái lọc và cái vẻ đẹp của một cái cây đào. Đấy, tôi nói như thế thôi. Bây giờ tôi quay lại là cái cách xử lý làm sao. Cái thứ nhất ấy, đối với cây đào mà chúng ta mua về, sau khi chơi xong là hoa cũng đã tàn, thì chúng ta tiến hành là mang ra trồng. Đây như các bạn biết là cây đào này, cây đào của mình. Mình mang từ vườn lên. Tại thời điểm là Tết là hoa là rất chuẩn, vừa đào, đào vừa có nụ, vừa có hoa và vừa có lọc. Đấy. Bây giờ tôi tiến hành là đây đi cắt cành. Các bạn thấy này, đối với cành ấy thì chúng ta tùy vào cái thú hứng chơi của mỗi người. Thông thường ấy thì chúng ta để 3-5 cành, hoặc là chúng ta để buông. Đấy. Trong trường hợp này thì thực ra mình không lên thế, mình để đào nó buông thôi. Vì chơi thế thì mình đã từng chơi rồi, nhưng mà mỗi người thì có mỗi thứ chơi khác nhau. Tuy nhiên cái lúc cắt cành ấy thì chúng ta phải xác định rằng là nếu như đào thế, chẳng hạn như các bạn muốn giữ nguyên thế thì các bạn chỉ có tỉa những cành răm thôi. Đấy. Cành răm tức là cành đây này, những cành không vào cái thế nào người ta gọi là cành răm. Đây là vôi đã tô rồi các bạn, ta bồi lên cái đào cắt để cho nó chống nấm bệnh, chống mất nước. Các bạn lưu ý hộ mình này, mình nói từ đầu hay là gì, tùy đến cái thế chơi của mỗi người. Đấy. Một cành, hai, ba, này, bốn, này, năm cành này, cành này nay mai mình bỏ đi. Năm cành này nó có thể là lên tới hàng cả trăm mầm, trăm mầm. Sau đó là các bạn chọn. Đấy. Tức là cái cung đoạn này là cung đoạn là đã lên mầm rồi nhá. Mình cứ hình dung là nó lên mầm rồi. Đấy. Thì các bạn chọn cái mầm nào khỏe nhất. Ý định của bạn lấy 3 mầm, 5 mầm hoặc là 7 mầm. Các bạn lên các loại thế khác nhau như các bạn mong muốn. À, mình chỉ đưa cái hình ảnh minh họa thôi. Là trong quá trình theo dõi là các bạn là cũng suy luận, nó đơn giản thôi mà. Ví dụ bây giờ là cái mắt của cái mộng đào nó lên như thế này rồi. Thì tùy vào cái tình hình, cái thực tế, nếu như bạn mà muốn chơi thế thì các bạn uốn theo thế của các bạn mà lúc nãy mình nói đấy. Đấy. Cong hay là vòng hay sao, hay là uốn hay lượn hay sao ấy, là các bạn cứ uốn, uốn cho đến lúc mà các bạn hết cái thế, chẳng hạn như cái thế giáng long thì nó sẽ đi từ giữa đây lên. Đi từ đây. Đi từ giữa đây lên. Ví dụ bắt một cái cành này ra đây, bắt một mầm. Hôm sau là nó sẽ ra mầm ở đây. Chúng ta bắt từ đây ra. À,
tương tự như thế này thì các bạn cứ thích uống thì các bạn uống. Đấy. Uống thì đến cái vườn tới khoảng gì đấy, tháng 9 thôi. Các bạn cứ uống nhá, uống là này. Đấy, người ta gọi là thế giang long. Đấy. Thì là các bạn sẽ hết thế là các bạn sẽ ngắt ngọn. Ngắt cái ngọn này đi. Để cho nó ra nhiều những mầm ngọn khác thì cho nó đẹp ở mặt trên, mặt cuối của cái cây. Còn lại trường hợp mà các bạn không chơi thế mà chơi buông đấy, thì là gì? Tức là khi cây đào chúng ta lên được khoảng 15 đến 20 phân là chúng ta tiến hành chúng ta bấm ngọn đấy. Chúng ta bấm ngọn. Bấm ngọn mục đích ở đây ấy, là để cho nó phát chánh. Cứ như vậy thì chúng ta làm liên tục. Đến công đoạn thứ hai ấy, là công đoạn này cực kỳ quan trọng. Tức là lúc cây đào của chúng ta tốt như này rồi, đã hoàn thiện rồi. Tôi ví dụ thôi nhé, cây đào đã hoàn thiện rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành là khoanh, khoanh cổ. Đây. À, chúng ta khoanh dùng con dao. Đấy. Chúng ta mấp khoanh tròn lên. Đấy. Thời điểm khoanh tròn này là thời điểm vào từ 25 tháng 7 là chúng ta tổ chức ta khoanh tròn, kết thúc vào thời điểm là gần đến tháng 8 âm lịch. Tốt nhất là chúng ta khoanh từ 25 26-27 gì đấy thì mới xong vườn đào. Đây các bạn này. Mục đích khoanh đây ấy là để cho nó giữ được cái chất bồn, cái đường với lại cái chất đường bột để kích cái mắt hoa đây này. Kích những cái mắt hoa đây. Đấy. To đẹp. Đấy. Vì sao trong quá trình chúng ta khoanh thì chất nước đường bột của chúng ta nó không lưu chuyển xuống gốc nữa. Đấy. Và nó sẽ tạm dừng ở cái nốt khoanh này và nó sẽ tập trung vào toàn bộ những cái nụ hoa. Cho nên là cái nhiệm vụ khoanh này là cái nhiệm vụ cũng cực kỳ là quan trọng, các bạn nên thực hiện. Sau khi chúng ta khoanh ấy, một tháng chúng ta nhìn quay lại đây là toàn bộ những cái lá đây này nó sẽ vàng, toàn bộ những lá như này là sẽ vàng và có một số những lá đã rụng. Còn trường hợp mà nó không vàng ấy, không rụng ấy thì các bạn lại tiếp tục khoanh một phát nữa lên bên trên đây, tất cả những cành chúng ta cần. Đây cái lốt khoanh của mình đang còn nguyên này. Quan trọng nhất là các bạn sẽ nhớ vào cái thời điểm đấy. Sau khi mà chúng ta khoanh xong thì chúng ta chăm sóc bình thường. Đến trước Tết, tức là trước 30 Tết đấy, 40 ngày là các bạn sẽ tổ chức vặt lá. Các bạn lưu ý cho mình này, trong quá trình vặt lá ấy là tất cả những hoa, tất cả những cái hoa ấy là nó nằm ở trong cái nách lá đây này. Ví dụ như cái hoa này thì hoa đét rồi, mình ví dụ thôi nhé, là ở đây vị trí này nó sẽ có một cái lá này. Vì vậy cho nên là các bạn mà vặt lá trước 40 ngày các bạn phải vặt lá nhé. Vặt lá thì các bạn phải vặt ngang đây này. Đấy. Vặt ngang này. Mục đích vặt ngang ở đây để nó giữ lại được cái hoa. Còn nếu các bạn cứ tuốt này thì nó bị ảnh hưởng này. Ảnh hưởng đến hoa. Hoặc là nó bị sơ đi thì là mầm bệnh nó vào, cây hoa nó sẽ bị đét. Đấy. Trong quá trình chăm sóc của cây đào ấy, mình nói ngược lại một chút. Đối với cây đào thì là chủ yếu ấy là nó bị bệnh xì mủ, thì thuốc xì mủ ở thị trường cũng không thiếu gì.
Hai nữa là cái bệnh của nó là bệnh đốm vằn, thủy sắt. Nhưng mà hai bệnh đấy cũng không phải là hai cái bệnh mà nguy hiểm. Mặc dù nó nguy hiểm nhưng ta còn là chữa được. Nhưng cái sâu đục thân nó là cái cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn một cái ngọn mà bạn đang muốn để làm thế mà để cho sâu đục thân nó cắn thì đương nhiên cái thế đấy là sẽ không làm được. Vì vậy cho nên là cứ 10 đến 15 ngày là các bạn phải dùng thuốc sâu. Đây tôi ví dụ như những con sâu đục thân mà nó cắn vào đây, nó đục mất ngọn đi thì đương nhiên là chúng ta sẽ không làm được thế. Đấy là đối với những cây đào này, thế là nó khó như vậy. Còn đào buông thì chúng ta còn có cơ hội để làm. Nói không làm được thì không đúng, nhưng mà chờ cái chánh khác nó lên để làm thế tiếp thì là nó không đẹp. Thế các bạn lưu ý là cứ 10-15 ngày là chúng ta phải phun thuốc sâu thuốc bệnh một lần. Đấy. Còn một nội dung cực kỳ quan trọng mà chúng ta ai cũng quan tâm, tức là gì? Nếu như đào mà nở trước Tết thì chẳng hạn 30 Tết thì nó nở mãi 20 nó đỡ tiệt mất rồi. Đấy. Hoặc là đến khoảng 30 Tết mà 20 Tết mà đào mà lại nụ thì nó chưa mở. Đấy. Thì chúng ta phải làm sao? Cái này thì anh em ai cũng quan tâm hết. Thì mình sẽ chia sẻ một cách kích đào và một cách hãm đào như thế này. Trước hết đấy, trường hợp mà đào mà ra hoa sớm, thông thường thì là nó sẽ ít trường hợp ra hoa sớm đấy, nhưng mà trường hợp này vẫn có. Trường hợp đào ra hoa sớm thì rất khó các bạn nhá. Nở sớm ấy nó ra hoa cũng đúng, nở sớm thì cũng khó đấy. Nhưng mà cái nở sớm đây thì có mỗi hai cái phương pháp thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái lưới sáng tối ấy, chúng ta cho bớt ánh sáng đi đấy. Tức là hạn chế cái ánh sáng chiếu vào trực tiếp để nó giảm cái thời gian quang hợp đi và cây đào sẽ lui lại. Còn bạn nào mà có cái phân dê ấy, mà tưới lên thì là nó cũng giảm cái tốc độ nở đào sớm. Thì theo mình thì mình cũng chỉ sử dụng có hai cái phương pháp đấy thôi. Còn bạn nào có cái phương pháp khác thì là cái tốt. Đấy là cái phương pháp mà làm cho đào là nở chậm lại. Thứ hai ấy, là trường hợp mà cây đào ra hoa chậm. Vậy thì khoảng độ mùng 10 tháng 12 âm lịch ấy, chúng ta kiểm tra lại. Nếu như cái mắt đào của chúng ta mà chưa to, chưa mở mắt to thì đương nhiên ta xác định là đến Tết, 30 Tết kể là chưa có hoa đào. Thì vậy chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ dùng một số biện pháp. Cái thứ nhất ấy là sẽ dùng cái thuốc phân kỳ 2 đây này, kích ra hoa này cực mạnh này. Liều lượng thì ghi rất rõ trong đây. Thì mùng 10 tháng 12 là chúng ta sẽ bơm một lượt, bơm đều toàn bộ đi đấy. Cứ 5 ngày chúng ta bơm một lần, là 2 lần thôi đấy. Kết hợp với phân đạm, tưới với nước phân đạm nhé. Các bạn là cứ tưới đẫm nước phân đạm. Cứ 3 ngày chúng ta tưới nước phân đạm một lần đấy. Kết hợp với đánh gốc, đánh vình. Thì là lúc này chúng ta đánh vình là đánh vình lần 2. Với lý do tại sao phải đánh vình lần 2? Vì là cây đào này có thể là nở chậm. Còn mình nói quay lại một chút là chúng ta đánh vình lần 1 là từ cái lúc chúng ta khoanh cổ nhé, chúng ta đánh nhẹ đấy. Còn lần 2 mà khả năng mà không có ra hoa chậm là chúng ta sẽ đánh nặng tay hơn, đánh chung quanh cái vình này, kết hợp với lại tưới nước phân đạm. Còn trường hợp mà các bạn không có thuốc kích hoa như mình vừa nói ấy, thì cứ 2 ngày các bạn tưới nước phân đạm một lần cho đến khi ra hoa đảm bảo. Như thế là sẽ kích được cái bông hoa đào nở đúng cái dịp Tết. Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn cái quy trình từ khi trồng cho đến khi
có hoa chơi Tết của cái năm kế tiếp. Qua video này bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào mà chưa biết thì thực hiện theo cách của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.